Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu máy kẹp bánh mì với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên máy kẹp bánh mì Tiros vẫn là sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các tiệm bánh mì hiện nay. Kẹp nướng sandwich Tiros TS9655 là một sản phẩm hữu ích mang đến cho gia đình những chiếc bánh nướng thơm ngon phục vụ bữa sáng đủ chất. Sản phẩm có thiết kế gọn gàng, hiện đại, vỏ ngoài làm từ vật liệu cách nhiệt an toàn. Dễ lau chùi. Tay cầm của kẹp cũng được làm từ nhựa cách nhiệt giúp bạn cầm nắm an toàn. Vì nướng điện Tiros TS9655 được trang bị dơ le tự động tự ngắt khi quá tải vô cùng an toàn. Khay nướng được thiết kế cài trên dưới đảm bảo không gây thoát nhiệt giúp tiết kiệm điện năng một cách tối ưu. Phần khay nướng của vỉ nướng điện TS9655 được phủ lớp chống dính cao cấp giúp bánh thành hình đẹp mắt mà không bị sát gây vỡ hoặc cháy khét. Đồng thời cũng giúp bạn vệ sinh dễ dàng. Lớp chống dính này rất an toàn cho sức khỏe, không thôi nhiễm các chất độc hại ở nhiệt độ cao. Vì nướng đa năng TS9655 còn được thiết kế hai đèn báo giúp bạn nhận biết lúc nào máy đã nướng xong. Với công suất mạnh mẽ lên tới 900W, sản phẩm giúp tỏa nhiệt đều và nhanh, tiết kiệm thời gian cho bạn. Một ưu điểm đặc biệt của chiếc kẹp nướng này đó là được tích hợp 3 khay nướng đa chức năng. Giúp bạn chế biến nhiều món ăn khác nhau như nướng bánh waffle, nướng sandwich, nướng thịt đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho gia đình. Các khay nướng có thể thay đổi dễ dàng chỉ với một nút nhấn. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy kẹp nướng Tiros TS9655. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như kẹp nướng bánh sandwich Tiros TS9655 bán ở đâu. Máy kẹp nướng Tiros TS9655 có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Máy kẹp nướng Tiros TS9655 có tốt không? Mặc dù máy kẹp bánh mì đã khá là phổ biến, tuy nhiên vẫn có rất nhiều hộ kinh doanh sử dụng chảo. Lò vi sóng để làm nóng bánh mì. Họ cho rằng việc sắm máy kẹp bánh mì Tiros là không cần thiết. Lại còn lãng phí. Tuy nhiên chỉ cần theo dõi những lý do dưới đây, bạn sẽ muốn sắm máy kẹp bánh mì Tiros ngay lập tức. Làm nóng bánh mì nhanh chóng, sử dụng máy ép bánh mì Tiros giúp bạn làm nóng bánh mì nhanh hơn so với những loại chảo bếp thông thường. Thường chỉ mất khoảng 2, 3 phút, đặc biệt là diện tích bề mặt chảo khá nhỏ, không phù hợp để làm nóng một số lượng lớn bánh mì. Trong khi đó với diện tích rộng rãi của máy, một mẻ bạn có thể nướng được từ 4 tháng 5 ổ bánh. Giúp nâng cao năng suất làm việc và tiết kiệm thời gian hiệu quả, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian kích thước của máy kẹp bánh mì Tiros khá nhỏ, gọn nhẹ, giúp cho việc cất đặt trở nên dễ dàng hơn. Không phải tốn quá nhiều diện tích, sản phẩm có thể cất trên xe bánh mì để tiện cho công việc kinh doanh của bạn. Nướng được nhiều thoại thực phẩm khác nhau, máy ép bánh mì Tiros ngoài sử dụng để nướng bánh mì còn có thể nướng được các loại thực phẩm khác nhau rất đa dạng như Xúc xích thịt nướng, khoai tây chiên. Nhờ đó bạn có thể tự chuẩn bị bữa sáng cho gia đình của mình đó có thể là món bánh sandwich trứng chiên hấp dẫn và ngon miệng hay xúc xích chiên dành cho bé. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, máy ép bánh mì Tiros chiên nướng thực phẩm, bánh mì mà không cần đến quá nhiều dầu mỡ. Nhờ đó đồ ăn của bạn sẽ luôn hấp dẫn, không ngấm dầu nên rất đảm bảo cho sức khỏe. Tiết kiệm chi phí hiệu quả, máy kẹp bánh mì Tiros vận hành bằng điện, tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn so với những loại chảo Bếp dùng ga, đặc biệt các sản phẩm máy ép bánh mì Tiros hiện nay có giá thành khá ưu đãi. Rẻ hơn so với những thương hiệu khác trên thị trường. Chính vì thế lựa chọn thương hiệu Tiros giúp bạn tiết kiệm ngân sách khá hiệu quả. Máy kẹp nướng Tiros TS9655 bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được máy kẹp nướng Tiros TS9655 tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy kẹp nướng Tiros TS9655 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua máy kẹp nướng Tiros TS9655 trực tiếp từ nhà sản xuất. Bước 1, anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của máy kẹp nướng Tiros TS9655 sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được máy kẹp nướng Tiros TS9655 chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy kẹp nướng Tiros TS9655 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.